Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh sửa file Word sao cho nó đúng quy tắc về trên mặt trình bày, cũng như là khắc phục các cái lỗi mà các bạn hay mắc phải trong quá trình thực hiện soạn thảo văn bản. Điều này rất có ích khi mà các bạn làm trình bày một cái đồ án hay là trình bày một cái đơn từ hay các cái bản báo cáo. Thế thì để thực hiện một cái video cho nó dễ nhanh thì mình sẽ lấy một cái bài của bạn sinh viên để các bạn gửi cho mình để mình làm mẫu để sửa cho các bạn. Đầu tiên các bạn khi các bạn vào trình bày một cái nội dung đồ án, các bạn thấy là một số có những cái kinh nghiệm như sau này. Thứ nhất là về cái cách bố trí các cái dấu tag hay các cái dấu mũi tên dạng như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy là đây trong cái bài làm này thì đã sử dụng các cái việc đánh dấu dấu gạch đầu dòng tự động, đánh mũi tên tự động. Các bạn thấy là với cách bố trí như thế này, cách sử dụng cái dấu gạch đầu dòng và mũi tên tự động như này thì đã làm cho văn bản của các bạn trở nên rất là xấu. Thế thì các bạn nên chỉnh sửa cái hoặc là các bạn nên không nên sử dụng cái dạng này tự động này. Thế thì các bạn cách để các bạn tránh với cái việc tự động sẽ đánh số tự động như này thì các bạn sẽ khi các bạn gõ một cái công thức nào đấy nó bị tự động thì bạn cứ ấn mũi tên cho nó, hoặc là bạn ấn Ctrl Z. Ví dụ đây là trường hợp của mình đây, ví dụ các bạn sẽ đánh nguyên gì đánh gạch đầu dòng, và các bạn thấy là khi bạn ấn dấu cách thì như vậy nó đã chuyển cái trạng thái từ cái đánh dấu cách tự động sang đánh dấu cách chuyển từ đánh tay sang đánh tự động. Các bạn thấy nhìn nó lại bị xấu, và các bạn ấn Ctrl Z như vậy nó sẽ hủy đi cái trạng thái đánh số tự động, các bạn thấy không bị đánh số tự động nữa. Lúc này các bạn có thể kéo vào lề theo cái mong muốn của các bạn, như các bạn tạo lờ bạn đây kéo các bạn. Để khi mà các bạn không muốn có cái trạng thái cái đánh số tự động như thế này thì các bạn nên bỏ cái vào cái autocorrect đi, các bạn bỏ hết đi, bỏ hết chẳng hạn, bỏ hết đi, ví dụ bỏ hết đi. Sẽ làm thử cho các bạn xem có bị đánh số tự động nó không nhá. Đấy. Các bạn thấy không? Nó không hề bị đánh số tự động. Đấy. Như vậy là đấy. Mình nhắc lại các bạn là các bạn muốn bỏ cái chế độ tự động, các bạn vào đây. Vào cái proofing này. Bạn bỏ cái auto correct này, các bạn bỏ hết này đi. Đấy. Và cho các bạn lời khuyên nữa là các bạn cũng hay có cái tình huống là bài file Word của các bạn hay có cái dạng là luôn luôn nhìn ở có cái gạch chân rất là xấu, nó làm cho mắt mình nó bị rối, thì các bạn nên là cũng vào proofing đó, vào cái customer này, vào proofing đó. Các bạn bỏ hết thì nếu máy nào các bạn bỏ hết cái check cái grammar đi, bỏ hết đi thì nó sẽ trở thành trạng thái bình thường. Kể cả trên PowerPoint cũng vậy, nhiều bạn PowerPoint cũng luôn luôn là có dấu gạch chân như vậy là cái mắt mình rất bị rối. À, như vậy các bạn lưu ý các bạn nhé, điều đầu tiên này các bạn nên là không đánh số tự động, bất cả cái gì từ gạch đánh số đề mục cho đến đánh gạch đầu dòng hoa thị vân vân, các bạn nên đánh một tay hết. Đấy. Như vậy là cái đầu tiên là mình muốn nói về cái đánh số tự động. Tiếp theo là những cái lỗi văn bản nhỏ hơn. Như các bạn nhìn thấy ở đây với cái trường hợp này, các bạn nhìn thấy khi cứ muốn ghi độ chẳng hạn, ghi độ thì ta ghi số 0 chứ không phải chữ 0, nhưng trường hợp của bạn đây là số là 120 độ mũ 0, mũ chữ số 0 nên các bạn nhìn rất xấu. Các bạn hãy đặt gọi cho mình cái số 0. Đấy, các bạn nhìn thấy cái số 0 ấy là nó sẽ dài hơn cái chữ 0 ở chữ O. Đấy, nghĩa là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Nhá, các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo này, các bạn sẽ thấy là các bạn
liên quan đến đánh để tên bảng biểu. Mình lưu ý các bạn là các bạn nên nên để một cái như là quy định đấy, nên đều quy định đó là cái tên của bảng sẽ được đặt ở phía trên của bảng. Các bạn lưu ý này, nhắc lại này, tên của bảng thì bao giờ cũng được đặt ở phía trên của bảng, đặt trên phía trên của bảng như các bạn nhé. Nên là như thế này, trên của bảng như thế này. Nếu trường hợp các bạn sẽ thấy là thế nếu cái bảng của em ấy nó dài quá thì các bạn nên là sang trang mới hoặc là cho nhỏ phông lại như thế này. Như các bạn cho nhỏ phông lại 10 này thì nó sẽ giúp co nhỏ cái bảng của bạn lại, sẽ làm cho nó sẽ đưa về một một trang nếu như bảng đấy vẫn nó gần đủ kiểu. Tuy nhiên các bạn thấy là nó vừa rồi để 10 vẫn không đạt, bởi vì các bạn thấy là do cái fan đang để ở cái trạng thái là cái dòng này, những dòng này nó để tận hai thiếu mất hai dòng. Các bạn có thể là gì ạ, căn chỉnh cái bảng này những cái ô khác cho nó không cần nhiều ô khác, không cần nhiều thì bạn cứ kéo nó vào. Như này. Bạn thấy là như vậy là nó chỉ còn có một thứ, có một dòng thôi. Nhưng mà bạn có thể bằng nhiều ý thức khác các bạn làm cho nó co nhỏ lại, các bạn sẽ giúp cho cái đường của ta là nó bị nó sẽ được lên. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây là một trong những cái bảng trình bày rất lỗi. Đấy. Lỗi lỗi như này. Đấy. Ví dụ như này, một nửa một cái số hàng phía trên này thì được căn giữa đây, căn giữa đây các bạn, căn giữa muốn căn giữa bảng ở đây, nhưng cái chỗ này thì lại căn gì, căn trái, nhìn rất xấu đó, các bạn. Tất cả căn về cùng một dạng. Tiếp theo này, trình bày liên quan đến cái p định mức này. Các bạn biết là cái định mức ấy là bao giờ cũng được đẩy xuống dưới. Các bạn ấn Ctrl Shift cộng này, các bạn nhé, các bạn ấn Ctrl này, Ctrl này cộng với phím cộng bằng, đúng không? Phím cộng bằng các bạn sẽ mình chưa bật tiếng Việt nên là chưa 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 rõ được, chưa bật tiếng Việt. Nhưng mà phím cộng bằng thì đẩy ký tự xuống, mà khi bạn đẩy ký tự xuống thế thì nó mới đúng cái quy tắc. U định mức cũng vậy, đúng không? Cũng nên là để ký tự xuống như thế này đấy. Tiếp theo này, các bạn thấy nếu trong file của bạn nó có những cái dấu vuông vuông này, có nghĩa nó đang bị lỗi lỗi mà copy ở đâu đấy về nó lại không đúng, thì các bạn nên là gì ạ, xóa đi, xóa đi. Ví dụ trường hợp này nó bị xóa lỗi là lỗi bằng cái gì, chỉ bằng 25% thôi, đúng không? Bạn bỏ đi định mức lại thế này. Đấy, cái quy định với cái trình bày này. Tiếp theo này là cái vấn đề mà hầu hết các bạn đều gặp phải, đó là một cái công thức của các bạn hay có cái kiểu là cứ một nửa thì like method, một nửa thì like sử dụng cái chữ bình thường. Các bạn không nên như vậy nhé, vì là như vậy thì khi bạn muốn copy cái nội dung này đi đâu là nó rất dễ bị thất lạc một vài phần thành phần chẳng hạn, hoặc là các bạn sẽ thấy là đôi khi là các bạn thấy là cái phông chữ bình thường với lại cái phông của Meta nó khác nhau, nhưng nhìn cái công thức nó rất là bị cực lệch thì các bạn nên gõ lại. Ví dụ các bạn gõ lại, ví dụ bạn muốn gõ là p bằng p định mức chẳng hạn, p định mức bằng bằng s định mức chẳng hạn, với cốt phi chẳng hạn, phi nhé. Đấy. Nhưng bạn thấy là cái cốt phi của các bạn là cái chữ nó bị nghiêng, nó rất xấu. Các bạn mua đen nó vào và style này, đi file này. Đấy. Và các bạn đây. Ok, bạn lấy chữ thẳng lên. Bạn thấy đẹp chưa? Đó. Đây là lần đầu tiên bật cái này nên là nó cứ hỏi là nhàng như thế thôi.
Mà các bạn lưu ý là cái code phi này là chữ viết, viết thường nhé, không nhiều bạn lại vẫn cứ cái code này là cứ viết hoa như thế này không được đâu nhé các bạn nhé, các bạn viết chữ code viết chữ thường. Đấy, thường như này. Đấy. Và đây vào tiếp theo này, một lỗi trình bày nữa. Các bạn thấy này là cái đoạn trình bày này nó đang bị lỗi rất nhiều này. Đầu tiên là các bạn thấy là cái đoạn này là không phân biệt giữa dấu chấm và dấu phẩy. Tức là chúng ta thường hay quy định là dấu chấm là dấu nhân, dấu phẩy là dấu phẩy. Còn trong trường hợp này bạn này quy định dấu chấm là nhân rồi, xong lại quy định chỗ này đến dấu chấm lại là phẩy. Đây là một trong những cái lỗi rất căn bản. Thì các bạn muốn muốn dùng dấu chấm để làm nhân chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái và cái symbol của các bạn ấy. Đây các bạn muốn chèn cái tự các bạn vào đây vào symbol đây. Hoặc là bạn xin lỗi bạn ở cái này cũng được, hoặc là bạn đang có công thức mà bạn ví dụ bạn bằng công thức toán ấy, đang có công thức toán nhé, ví dụ bằng này 18 này nhân này, bạn thấy cho nên có biểu tượng nhân, chữ nhân là ngày xưa giáo học của phổ thông mình hay dùng cái từ này đấy, cốt của 45 độ chẳng hạn, 45 độ chẳng hạn bằng bao nhiêu đấy các bạn tính ra, ví dụ như bằng 8,4 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì ví dụ các bạn thấy là bấm cách ra thì các bạn ấn chẳng hạn. Đấy. Ấn control rồi mới ấn dấu cách nhé, thì mới dụng thì mới tạo ra được cái khoảng khoảng trống nhé. Thì thông thường gõ chúng ta gõ space nó sẽ được, nhưng mà đối với Meta chúng ta phải gõ thêm ấn thêm control nữa mới được. Đấy, như vậy là cái lỗi đầu tiên liên quan đến không phân biệt giữa chấm và phẩy. Tiếp theo này, các bạn là thò thụt linh tinh. Các bạn thấy là chúng ta đã học cái quy tắc chính tả từ trước ấy, là thông thường là cứ bắt đầu một paragraph mới thì cái đầu tiên của paragraph đấy phải thụt vào một tab. Đây ví dụ bạn đây, cái này bạn phải thụt vào một tab. Ví dụ bạn công thức một cần thụt vào, bạn cứ kéo chuột và dê đến cái vị trí mình muốn, mình dê đến vị trí một, một là 1 cm mà. Đấy, thì tất cả nó đều thụt vào hết, nó sẽ rất đẹp. Thay vì chúng ta là gì ạ? Để cái tất cả để hết mình lề trái này in ra nó xấu. Ví dụ ta có công thức ta thụt lột thụt ở 2 tab đi cũng được, 2 cm đi cũng không sao, nó đẹp. Tiếp theo một cái lỗi như vậy, cái lỗi về cái dạng này là xong nhé. Lỗi tiếp theo này là quy tắc về soạn lỗi về về cái đánh dấu cách ở đâu các bạn. Dấu cách chúng ta dùng dùng để phân biệt các từ thì có rồi này, nhưng chúng ta cũng lưu ý là khi mà soạn thảo văn bản như trường hợp này, ví dụ bất cả một cái dấu dấu gì chấm phẩy vân vân thì sau dấu chấm phẩy hoa thị như thế này đều phải có dấu cách. Những trường hợp này là không có dấu cách này, sao này không cách, bạn phải ấn một một dấu cách ra, bạn ấn cách cho nó đi autocorrect, bạn ấn Ctrl Z, ấn Ctrl Z nhá, thì nó sẽ undo lại và nó sẽ đưa về trạng thái gốc của mình. Đó, đây là đầu tiên dấu cách ở đây. Tiếp theo là cái đây, các bạn cũng thấy hay đấy, là hay cái trạng thái là trước cái dấu hai chấm là các bạn toàn để một dấu cách, các bạn đừng làm thế. Các bạn ấn bỏ cái dấu dấu cách đi, nhóm máy hai chấm luôn, xong sau đấy mới cách ra là cái gì đấy ta có chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, và đây 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 nó cũng có cái dạng y là như vậy. Tiếp theo là cái đây, các cái dấu này cũng rất là tùy tiện nhé các bạn nhé, không dùng kiểu này. Một dạng nữa này là các bạn thường xuyên là đây cái công thức cái này là nó lại lai giữa 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 methyl với số bình thường đây, với lưu các bạn là không sử dụng cái dạng như thế này nhé. Đó. Tôi không sử dụng dạng như này nhé. Và đây một dạng lỗi tiếp theo này, đây dấu ngoặc không dấu thì lại có dấu cách ở đây sau sau dấu ngoặc, nhưng mà dấu cách xuất hiện cả trước cả sau dấu ngoặc nên là không được này. Một dạng nữa là không căn lề hai bên này, không căn lề hai bên này. Thế nên đơn giản chúng ta nhìn thấy là cái bản đoạn văn ta đã thỏ thụt.
các bạn đang nhìn thấy dấu xấu, hoặc là các bạn không nên như này, nhưng các bạn có hết cả cái đoạn này trong một cái methyl thì nó sẽ đẹp. Những chỗ mà không cần thiết quá, chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái methyl, ví dụ cái cốt phi, mà để nó đơn giản này, chúng ta ấn vào cái symbol này, ấn vào cái chỗ chèn symbol này, các bạn vào đây hoặc dùng kim nóng này, hoặc là vào cái insert symbol này, vào cái mouse symbol này cũng được các bạn. Trên cái thanh này các bạn gõ chữ symbol vào đây, các bạn gõ chữ symbol vào đây đấy, các bạn sẽ vào cái tab symbol các bạn, và các bạn thì muốn chèn cái gì thì chèn, ví dụ chèn muốn chèn phi thì muốn chèn phi thì các bạn vào đây, vào chèn phi, muốn chèn phi các bạn chỉ nhìn tìm các chữ phi nằm đâu. Cái này nó rất nhiều nhé, các bạn tha hồ chọn cái phi các bạn đây. Đấy. Các bạn muốn chèn dấu nhân chẳng hạn thì cũng đây cũng có. Đó, đấy, các bạn muốn chèn dấu nhân vào đây, dấu nhân hẳn hoi đấy, các bạn vào đây. Đây cũng có này, đây là những cái mà hay sử dụng này. Thế còn nếu không các bạn cứ xuống như này theo chỗ này, các bạn nhìn thấy một cái dấu nhân tương tự như vậy. Đâu rồi? Tìm xem là cái biểu tượng trong này nó đầy đủ tất cả các cái symbol của các bạn, rất là tiện để sử dụng. Đây symbol các bạn, dấu nhân của bạn đây, xuất đây, các bạn nhìn thấy đây. Cái dấu x này, cái dấu nhân này khác với chữ x nhé. Nếu các bạn lên nữa, các bạn để chữ x bên cạnh các bạn nhìn thấy chữ x này với dấu nhân này nó khác nhau nhé. Đấy, nhìn ta nhìn biết nghe. Rồi như vậy là xét vào cái trình bày này, ở cái file này các bạn thấy là nó có đặc điểm như vậy. Những chỗ khác các bạn có thể chỉnh sửa tương tự lỗi như ở phía trên. Mình sẽ sang một cái file khác nó có cái lỗi tương tự như vậy, lỗi khác cũng có những lỗi khác biệt để mình cùng chỉnh sửa. Đây là một cái lỗi khác của một bạn khác, chúng ta thấy là cái cách trình bày nó. Khi các bạn sử dụng cái vẽ cái hình trên Word ấy, thì thấy tình huống là cái chữ của mình ấy nó hình như nó bị che khuất đi một phần. Do các bạn lý do gì mà bị như vậy? Các bạn nhìn thấy ở đây là đó là khi các bạn chèn sử dụng một cái tích bốc, rồi bạn đánh công thức hay gõ gì đó, các bạn quên hay quên, ví dụ các bạn bây giờ một bạn muốn chỉnh sửa nha, bạn không kích đục vào đây được, kích đục vào đây thì lại ra sửa thức toán. Đấy, các bạn sẽ chạm một click vào công thức toán này, ấn mũi tên sang này, đấy là chuyển để nó chuyển sang cái trạng thái hiển thị của cái tích bốc này, và các bạn nhớ là các bạn phải chuột phải vào cái tích bốc đó, vào cái format shape, format shape này. Thì đối với shape như vậy các bạn nên để chế độ là no color này, fill ở vào phần fill này, no color và phần line là một này, đấy là cái lỗi cái thứ nhất. Cái thứ hai liên quan đến cái tích bốc này, liên quan đến cái không. Cái chỗ tích bốc này là chính là nó chỉnh cự ly của các cái lề trái này, lề phải này, vân vân, lề trái này, lề phải này, lề trên, lề dưới. Ok, bạn thấy tự nhiên nó thoáng hẳn ra phải không? Bởi vì là nó không có viền nữa. Và tương tự như vậy, chỗ khác các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Đấy, các bạn cũng sẽ tương tự như vậy. Đấy là cái cách để các bạn là sử dụng cái chỗ toán học này nó dễ nhất. Thì tiện thể nói về cái chỗ này, mình sẽ nói luôn cho các bạn biết luôn là cách vẽ cái cuộn cảm ở trong máy biến áp này, cuộn cảm nó như thế nào nó đẹp. Các bạn có một cái mẹo như sau này, các bạn sẽ vẽ cho mình ba đường tròn nhé. Bạn thấy bạn này cũng đang vẽ ba đường tròn rồi này, nhưng mà nó đang bị tách rời nó ra, nhìn nó sẽ khác như mình vẽ này các bạn này. Sau đó vẽ ba vòng tròn này cạnh nhau, tiếp xúc vào nhau. Xong sau đó là các bạn sẽ insert một cái hình chữ nhật vào. Mình sẽ lấy insert hình chữ nhật. Đó. Các bạn sẽ format shape.
bạn nó vào cái no line này, vào cái chỗ color thì fill thì vẫn để trắng nhá, để các bạn nhớ là để trắng này, nhưng còn line thì để no color này, bạn sẽ ok. Đấy. Sau sau đó bạn sẽ lấy cái drawing object này, các bạn sẽ bôi đen chọn các cả các đối tượng đấy, bạn group lại, thế thì sau này bạn nhấc cái đâu cũng được, đấy không? Nhìn cái này nó sẽ nhìn cái vòng của mình nó sẽ thoáng hơn so với cái vòng như này, vòng này nhìn nó bé quá. Trường hợp đối với máy biến áp thì bạn này bạn vẽ được rồi, nhưng mà mình cũng vẽ lại cho các bạn biết cách vẽ máy biến áp này, máy biến áp này các bạn này. Các bạn sẽ copy nhé, muốn copy một đối tượng các bạn chỉ việc gì ạ, bạn lại ấn Ctrl C này, xong Ctrl V cũng được, nhưng các bạn thường nó như này không mong muốn thì bạn mình dẫn cho các bạn cách khác này, Ctrl C này, các bạn cứ chọn đối tượng này, ấn giữ Ctrl này, và như vậy con trỏ các bạn chuyển sang dấu cộng này, thêm dấu cộng này. Các bạn cứ copy các bạn. Đấy, là xong. Đấy. Tuy nhiên là ba cái hình tròn này nó chồng lên nhau nó lại bị như này. Thì các bạn chỉ cần chọn cái vòng tròn mới xuất hiện này, các bạn cứ no fill này nó sẽ thành các cái đường tròn như máy biến áp của các bạn này. Đấy, nhìn rất đẹp. Đấy. Các bạn nhớ là đối tượng nào xong thì các bạn cứ lên group các bạn, thì các bạn nhặt đi đâu nó không bị rơi rụng đi đâu rồi. Rồi. Đây nhá, đây là một cái mình nói rồi này. Đấy. Tên của cái bảng được để ở trên này. Và cái chữ này thì nên để đứng nhé các bạn nhé. Để thẳng đứng nhé. Bạn cứ vào cái style này các bạn sửa hết các bạn, là cái đấy của mình. Đấy. Để các bạn nhìn thấy này, đây là một trong những lỗi điển hình này. Khi các bạn làm các bạn không để ý là có một số cái phông các bạn phải làm nhiều, các bạn đã nhìn thấy là bằng cảm quan ấy, nhìn thấy ngay là cái phông này với cái phông này không giống nhau, và không nên như vậy nhé. Trong một đồ án thì bạn nên một nội dung của bạn nên để một cái phông của mình hiện nay phông thống nhất người ta là phông Tamiya Roman nhé. Các bạn nhìn vào đây mà không thấy đâu cả, các bạn cũng có thể lên Tamiya Roman nó tự nó có đây. Ok đấy, sẽ đấy, nhìn phông này nó đẹp hơn hẳn thay cái phông kia đúng không? Cái phông kia là cái phông mặc định đầu tiên đấy. Cái tên bảng cũng đưa lên phía trên nhé, thụt tất cả những bạn các cái công thức này vào nhé. Như đây cũng là cái dạng như vậy. Đấy. Đây chính là một số cái lỗi các bạn hay gặp. À, các bạn muốn chỉnh cái phông này, các bạn chỉnh chỉnh cái phông của số trang này, thì các bạn kích đuốc vào cái đôi trang đấy, đuốc vào đây thì nó sẽ tự động nổi lên cái trang này. Bạn sẽ vào đây, bạn vào cái trở lại tab home rồi bạn ấn con chữ y, ấn y này để đưa vào trạng thái đứng, thế thôi. Bạn muốn lên số trang, bạn muốn chèn số trang thì các bạn chỉ cần vào cái insert đây, number pack đây, bạn muốn để muốn dưới thì ấn vào bôn bottom, thì bạn muốn ấn giữa thì vào đây, phải đây, trái đây, trên thì để vào trên này, để đâu cũng được thì các bạn. Đấy. Thông thường là như vậy. Như bạn này chắc chắn là bị có một cái số xuống dòng đấy, à bạn này bạn để cái lời này nó hơi hơi rộng. Đấy. Đấy, các bạn thấy là trong một cái nội dung của mình nghĩ là có rất nhiều những cái lỗi mà các bạn hay hay gặp kiểu dạng như thế này. Đấy. Các bạn khi có chuyện gì các bạn trình bày, các bạn đều nên chú ý không nên mắc phải những cái lỗi như vậy. Đấy, ví dụ cái 1.18 đây nhân 9 thì cái chữ x thì rất xấu, các bạn chèn một cái dấu x vào đây thì nó sẽ rất đẹp. Đấy, hiểu không? Mình vừa để chèn hai lần nên là dấu x dấu nhân nó khác nhau. Đấy. Lưu ý các bạn như vậy, các bạn không mắc phải trong cái file trình bày của mình. Và tiện thể đây mình muốn chỉ cho các bạn là khi các bạn trình bày các cái bảng biểu ấy, thì các bạn có thể là
chú ý là nhiều bạn thì cứ để cái lề của mình bị cái bảng nó vượt quá giới hạn rất nhiều, có những bạn nó còn kéo ra tận ngoài này. Không nên như vậy các bạn nhé, các bạn cứ cố gắng là thu cái nội dung của mình vào trong cái border của cái trang giấy ấy. Sau này in nó mới phẳng đấy, các bạn thấy không, cứ in này thì sau này nó mới phẳng, nó mới đều đều từ trên xuống dưới thì nó mới đẹp. Đây là kinh nghiệm chỉnh sửa của mình thấy là qua nhiều lần nó như vậy nên để thấy nó mới đẹp đấy. Và cái phần hướng dẫn của mình trong buổi hôm nay là đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào các bạn.